Tàn Yo Tàn. Giờ đây, hai bé đã có thể ngồi, đánh dấu một bước lớn về sự phục hồi trong niềm vui mừng của ba mẹ. Hơn một tháng qua, hai chiếc giường Trúc Nhi, chị Nhi nằm cách nhau hơn 2 mét để chống nhiễm trùng. Ngày 18 tháng 8, khoảng cách này đã rút ngắn hoàn toàn. Lần đầu hai bé được chạm tay nhau trên hai cơ thể độc lập. Mới đây, Bệnh viện Di động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ đã xê dịch hai chiếc giường Trúc Nhi, chị Nhi sát vào nhau sau hơn một tháng phải giữ khoảng cách 2 mét để bảo đảm quy trình kiểm soát nhiễm trùng.